Tổng kho nội thất Gia Hưng tuyển đại lý. Nhập hàng tại tổng kho không lo về giá, hàng đẹp giá tốt, chốt giao ngày. Liên hệ hotline hoặc Zalo 0911 55 0059. Truyền thông Thái Lan chỉ ra lợi thế của VinFast khi gia nhập thị trường. Một hiện tượng hành trình mở rộng thần tốc, sự chấn động của ngành ô tô toàn cầu là những gì truyền thông Thái Lan đang viết về VinFast. Ngay trước thời điểm hãng xe Việt chính thức ra mắt thị trường Thái Lan tại triển lãm ô tô quốc tế Bangkok. Nhiều đầu báo lớn nhận định, công thức thành công của VinFast nằm ở dải xe thuần điện thú vị, thông minh và các chính sách hậu mãi vượt trội. VinFast là một hiện tượng. Mới đây, thông tin VinFast công bố sẽ tham dự triển lãm ô tô quốc tế Bangkok BIMS lần thứ 45 và chính thức ra mắt thương hiệu tại Thái Lan đã được giới truyền thông tại nước này đặc biệt chú ý. Hàng loạt đầu báo lớn tại thị trường xe điện sôi động bậc nhất khu vực gọi hãng xe Việt là một hiện tượng. Hành trình phát triển thần tốc của VinFast đã tạo nên chấn động trong ngành công nghiệp ô tô thế giới là khẳng định của tờ Checkraka. Cũng theo Checkraka, việc thâm nhập thị trường Thái Lan là một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu của VinFast. Hãng xe điện Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tên tuổi dẫn dắt thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng ở Thái Lan, tờ này nhận định. Những dấu mốc trong quá trình mở rộng toàn cầu của VinFast đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông Thái Lan. Nổi bật là việc xây dựng vị thế tại các thị trường xe điện lớn như Mỹ và Canada, khởi công nhà máy xe điện tại Bắc Carolina và niêm yết thành công trên sàn chứng khoán Nasdaq vào tháng 8/2023. Tạp chí Positioning cho rằng VinFast đã được tiếp sức nhờ lĩnh vực sản xuất đang phát triển của Việt Nam và quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp ô tô nội địa. Tờ này đánh giá quyết tâm phát triển xe điện của VinFast cũng phù hợp với xu hướng đang bùng nổ trên toàn cầu, chuyển đổi lĩnh vực giao thông vận tải theo hướng bền vững. Tại BIMS 2024, VinFast sẽ chính thức ra mắt thị trường Thái Lan, đồng thời lần đầu tiên giới thiệu dải sản phẩm ô tô điện hoàn chỉnh tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm mini SUV VF3, VF5, VFE34, VF6, VF7, VF8, VF9 và VFY. Mẫu bán tải điện ý tưởng gây ấn tượng mạnh trên toàn thế giới kể từ khi xuất hiện tại CES 2024. Với việc đưa toàn bộ dải sản phẩm xe điện hiện đại, thông minh tới BIMS 2024, VinFast thể hiện rõ cam kết hiện thực hóa mục tiêu phổ cập xe điện trên phạm vi toàn cầu, đồng thời khẳng định uy tín và năng lực cạnh tranh tại thị trường Thái Lan, quốc gia sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất khu vực. Trang tin hàng đầu Thái Lan MGR Online nhận định, loạt thế mạnh giúp VinFast thành công ở Thái Lan. Theo Bangkok Post, Thái Lan là thị trường xe điện lớn nhất Đông Nam Á. Dữ liệu của Autolip Thái Lan chỉ ra doanh số xe điện của Thái Lan đã tăng vọt lên 76.314 xe vào năm ngoái, gấp 7,8 lần so với cùng kỳ năm trước đó. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của xe thuần điện tại Thái Lan xuất phát từ những chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ nước này. Việc cải thiện hạ tầng trạm sạc công cộng giúp xe điện tăng trưởng mạnh và khiến dòng xe hybrid mất dần vị thế. Theo truyền thông Thái Lan, VinFast nắm trong tay những lợi thế đặc biệt khi thâm nhập thị trường. Dải xe thuần điện đa dạng, thú vị và thông minh là nền tảng vững chắc đã mang lại thành công vang dội cho VinFast. Việc tiếp tục áp dụng chiến lược này tại một trong những thị trường xe điện năng động bậc nhất Đông Nam Á sẽ thúc đẩy kế hoạch mở rộng toàn cầu, khẳng định vị thế của VinFast trong cuộc cách mạng di chuyển xanh. Trang tin Brand Buffet của Thái Lan bình luận. Không chỉ vậy, theo trang tin này, chiến lược của VinFast sẽ tập trung vào xây dựng các chính sách hậu mãi xuất sắc. Trên thực tế, thị trường xe điện nước này vẫn thiếu những chính sách hậu mãi xuất sắc nhằm mang lại trải nghiệm thực sự an tâm cho khách hàng. Việc chú trọng vào dịch vụ hậu mãi được coi là một thế mạnh rất quan trọng của VinFast tại Thái Lan. Tạp chí Positioning nhận định, nhờ uy tín, kinh nghiệm mở rộng trên toàn cầu và sự đa dạng về sản phẩm, VinFast sẽ mang đến những lựa chọn di chuyển thông minh và thú vị. Hơn nữa, với việc áp dụng chính sách hậu mãi vượt trội, VinFast có thể giúp ô tô điện trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng Thái Lan. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tổng kho nội thất Gia Hưng, chuyên nội thất nhập khẩu, nội thất thông minh, tuyển đại lý phân phối trên toàn quốc. Với đa dạng các dòng sản phẩm, mức giá cam kết tại xưởng, chiết khấu sinh lời cao. Liên hệ ngay số điện thoại hoặc Zalo 0911 55 0059. Địa chỉ A5 Sược 30A, đường số 1 Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.